Sao con hỏi gì? Hỏi. Hỏi con. Cho con hỏi một câu. Sư phụ giới cho con nghe về đạo khất sĩ được không? Đạo khất sĩ. Đây sư phụ giải thích đạo khất sĩ. Đạo khất sĩ là ngài người mà sáng lập ra đạo khất sĩ là ngài Minh Long Quang. Ngày xưa ngài Minh Long Quang ổng tu tiên. Tiên mà tu rồi dạng có thần thông á, cũng như đạo tiên gì đó. Nhưng mà khi có một số lực, số điểm, cả sư phụ ngày hôm nay cũng vậy. Suy nghĩ thôi nghe, ăn thua cha mẹ trên muốn sao. Thì đến muốn mà lập cái đạo, muốn độ chúng sanh á, cũng phải mặc áo vàng. Thì ngài mới đi cái đường trung đạo là Nam Tông ngồi thiền. Nhưng mà anh trai thường Nam Tông thì mặn, Bắc Tông thì trai, còn khắc sĩ đi khúc giữa, tức là cái nào tốt thì dành phải không, là ổng đi khúc giữa là anh trai và mà thiền là chính. Cũng có đọc Lăng Nghiêm, nhưng đạo khắc sĩ có chỉ thờ Phật Thích Ca duy nhất, không có thờ Phật Bà Quan Thế Âm, không thờ Phật A Di Đà, cũng không thờ ngài Địa Tạng. Tôi biết là như vậy. Rồi không tin Phật Bà Quan Thế Âm là có thể học, chỉ tin Phật Thích Ca thôi. Đó là đạo khất sĩ. Đạo khất sĩ có liên hệ gì với đạo Thiên Tâm mình? Cách đây 3-4 năm thì ngày tịch, nhưng mà thật sự như Phật thôi mà, cái giống như hộ tiếp chuyện với các chi vị cũng giống nhau. Thì ngài Minh Long Quang đó, ổng là một vị Bồ Tát. Ổng lúc xưa sư phụ lập cái điện mẫu ở trên núi mình ở Thiên Long Sơn, không sư phụ nghĩ khất sĩ nó khác với mình, sư phụ không có mang khất sĩ chung lên đó và nói về khất sĩ. Và cũng không có hình tượng của ngài Minh Long Quang ở trên núi Thiên Long Sơn. Thì ngài mới về, ngài mới nói với mấy người đệ tử lớn của ngài ở bển á. Tại vì giống như Hòa Thượng Thiên Quán, ngài mất, ngài đâu có mất. Ngài cũng thường xuyên nói chuyện với những vị đệ tử mà ngoài nhập định được, đúng không? Thì cho nên có những buổi lễ mà Hòa Thượng nhận đệ tử á, thì Hòa Thượng đứng ở đó, tuy là không có thân người, nhưng mà Hòa Thượng nhận đứa này đệ tử của ta. Rồi một người đệ tử mà còn đang hiện hữu á, thì đứng ra làm cái lễ giùm đó. Thì ngài Minh Long Quang cũng dạng giống vậy, những vị Phật, những vị Bồ Tát chết là không có chết, chết họ cũng vẫn gần bên mình á, chết cũng như là đỡ tốn tiền vé máy bay thôi, đỡ ăn ngày 3 buổi thôi, nhưng mà làm việc đó thì tăng lên gấp 3 lần. Có nghĩ những vị Bồ Tát, những vị Phật thánh thần là vậy không? Họ làm gì, mang sắc phàm làm việc rất là hạn chế, tại làm chút cũng mệt, đọc kinh chút cũng mệt, sáng hơi uống cà phê, rồi ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối đại khái. Còn mấy vị là cái chân thành mà vui mà làm việc suốt ngày suốt đêm, không cần ăn, không cần uống, ngủ không cần khát nước luôn, đi muốn xẹt qua Mỹ cái xẹt. Ngài Minh Long Quang thì dạng giống vậy. Thì ngài mới cầm lên là khiếu nại đó. Trong tại những người thường thường, những người lập ra đạo thì sẽ có những đệ tử, thì những đệ tử sẽ có người giỏi, người dở, đúng không? Cái người giỏi á, người ta ngồi thiền, người ta nhập định, người ta tiếp xúc được cái vị sư phụ của họ, tuy là phúc nhưng mà không có phúc để mà dạy cho họ phải xây gì, giống như cao đài, giống như bên chỗ cổ đình Minh Long Quang ở Vĩnh Long cũng vậy. Thì có một vị tiếp xúc được thường xuyên, như giờ ngài An Lạc Hạnh cũng là đệ tử của ngài Minh Long Quang nữa, và ngài Hòa Thượng Thích Giác Giới mới ở nhà hồi bữa trên núi mới từng rồi gặp mình đó, nhớ không? Cũng là trưởng phái đoàn một á, Hòa Thượng Thích Giác Giới bữa nào trên núi với bộ bữa ta. Một hai tuần trước á, ổng có qua đúng không? Là ổng nói ổng mới mớt á, ổng đi 3-4 người á, bữa mới 2-3 tuần rồi ổng ở trên núi mình nè. Hòa Thượng Thích Giác Giới là coi hết phái đoàn một, tức
là coi hết tất cả những cái phái đoàn khác. Thì ngày đó nhập định được á, ngày đó biết cái bộ là ai á. Thầy có nói chuyện với mẹ hồi 4-5 năm trước, ổng qua Mỹ á, thì mẹ hiện về nói chuyện với ổng á. Rồi ổng ở Việt Nam thì ngày mẹ Long Quang nói chuyện với ổng, nói một chuyện á, tôi cũng có công lập hội Long Hoa kỳ này, sao không có để hình ở trên đó. Ngày mình ông thấy ổng cầm lấy ông nói vậy. Thì từ đó sư phụ mới nhờ Hồng á đi rửa cái hình ổng để chồng vợ ổng im. Thì những người nào mà giúp mẹ giúp đức thầy á để mà làm cái mạng này á là có ở trên điện mẫu hết, thì ngài cũng có. Thì sư phụ nghĩ ngài không có, thì sau này sư phụ mới biết là bên bác sĩ là một trong những cái department, sư phụ cho department thôi để mình support cho kỳ này. Thì mỗi một lần giống như bữa hổm mình khấn cho xe tăng của Nga nó bị đông lạnh 40 cây số, mình khấn cho ông Trump ông quay lại để mà diệt mấy cái đám mà thổ tả Mỹ rồi nè. Thì mỗi lần bài khấn á, thì trong đó cái bài ngày hôm qua thì phụ nói trên mạng á, và đồng thời mình để bàn mình đã tiệc mấy vị đó, thì có một bàn của ngài cũng dẫn đệ tử qua. Ở trong bác sĩ có một người bác ruột của sư phụ, hồi xưa đặt tên cho hồi lúc 5 tuổi, đó là cái tên Thiện Trí, là bên đạo Phật là do bác ruột đặt. Bác ruột là tên là Ngô Văn Minh. Ngày xưa bác ruột là đi theo Việt Minh, ổng tên Minh nha, mà ổng làm Việt Minh tức là cộng sản á. Sau đó bác đi chư hồi, chư hồi thời 63 thận nhiệm, cái thấy không im cái bác ra làm việc cho thận nhiệm làm trưởng ty chư hồi. Trưởng ty chư hồi có nghĩa là kêu những cái người mà đi theo cộng sản Hồ Chí Minh á, cái đường này sai đi theo quốc gia gọi là chư hồi. Thì chức lớn nha, là làm việc cho tổng thống lớn. Thì có một ngày cũng nằm mơ ông thấy Phật bạn ngầm cái đang làm chức quyền, xe hơi xe quân lính rồi đông lắm. Cái ông lên nóc nhà, ông đóng cửa cái lầu cuối cùng, ông định khẩu nhập thất 3 tháng trời không nói chuyện với ai hết. Bác ruột của sát phàm này nè, thì nói chuyện nè, thầy gọi là sư đẳng á, bây giờ trong bác sĩ gọi ổng là sư đẳng á. Thì lúc đó 3 tháng ổng không có nói chuyện, ai nói gì ổng viết giấy mấy chữ thôi, rồi đút cơ để cơm trước thì mới ăn thôi, không có nói chuyện. Trong khi đang làm việc, ổng đang làm việc rầm rầm, quân lính thì canh như là gạt đời to rồi đông lắm, người ta cũng bận thần không biết ông trưởng đi chưa hồi mà giờ lên ngồi thiền tịnh khẩu. Thì từ đó thì bác đi tu. Thì bác là một trong những người đi đầu tiên đi chung với ngài Minh Đăng Quang á, là thời đó ngài chưa chết rồi. Nhiều chuyện lắm, lúc đó phụ còn khoảng nhiêu tuổi ta, 7-8 tuổi, bác đã đi rồi. Đi cho tới giải phóng thì cộng vô, tới mà gặp là ổng là khoảng 78-79, ổng mới về ổng thăm bà nội lúc đó. Bà nội của Sáu Phàm còn sống, thăm. Thì cái duyên là vậy, trong nhà cũng có một người thời đó đi theo ngày Minh Đăng Quang, đó là gọi là sư đẳng, làm chủ trì chùa Thốt Nốt. Bây giờ chùa đó rồi giờ hình như ai làm chủ trì ta, hình như sư Nhất Đăng ở dưới San Diego á, ở Thốt Nốt, thầy nào cũng quên rồi, nói hết sĩ còn nhiều chuyện rồi. Rồi đến năm 70, năm 97 hộ về thăm ba má Sáu Phàm. Thì lúc đó ngủ chung với sư đẳng với bên khách sĩ đông đó. Thì lúc đó nhà sư phụ có chùa lúc đó nhỏ xíu à, thì ngủ với mấy ngày. Thì ban đêm sư phụ thấy bác ruột với sư phụ á đi ngồi ở đằng sau giảng pháp, mà mình thấy ông nói chuyện trong không gian
Rồi cái thời gian nãy giờ bác làm gì? Bác đang giảng pháp cho chúng sanh. Cái mình thấy, nãy con thấy bác ngồi góc vừa mình, đâu có ai đâu bác giảng pháp. Tụi con thấy họ đông lắm, họ có ngàn người. Đêm nào sư cũng phải giảng pháp cho họ nghe. Tức là giảng pháp cho mấy người mà. Vui không? Thì đó là sư phụ mới biết. Ủa không ngộ ta người mà nói chuyện được với ma. Mình cũng để câu hỏi, ổng là bác ruột mình. Thì mình cũng có nhiều cái thắc mắc đó. Cái hồn nó ngồi ngủ. Thì ban đêm á, thì cái chùa màu ăn trắng ở dưới quê thì ma ghê hồn. Mà ngủ gần ổng thì ổng ma nào dám đụng đến sư phụ hết. Thì trong đó bây giờ sư phụ còn nhớ là những tên, những vị thầy mà ngày xưa cả cuộc đời sư phụ có ngày gặp thầy với ông với sư gì đó không, ngộ lắm. Cái duyên nó vậy, từ nhỏ là đã vậy rồi. Thì đến năm là năm 2000, năm 99, 2000 thì sư Lãng ổng chết, mất ở nhà thương Cần Thơ. Sư phụ ngay lúc đó chỉ có sư phụ là gần đó lo cho ổng. Tới hôm nay ổng thành một vị Phật. Thì 2 năm trước sư phụ có nói chuyện, hiện giờ muốn nói chuyện cũng được. Thì bây giờ sư Đẳng cũng là bác ruột với ngài Minh Đăng Quang hiện giờ đang đi chung ở bên bản đó. Ở một cái thế giới bên kia họ cũng đang lo cho chúng ta ở thế giới này hữu hình mình. Họ cũng lo trừ tà, tại vì tà mà mấy thằng nhận chơi á mình bắt mình cộng nó được. Còn ma đó là phải cần mấy gì đó để bắt nó lại, tự để mà nó lang thang đầy ở ngoài đường phố á, nó sẽ phá rối trật tự an ninh, nó sẽ nhặt cho người này, nó phá người kia. Hiện giờ ở nước Việt Nam á tà nhiều lắm, đầy ở ngoài đường luôn. Bác thành Phật chỉ có tu cao như bác. Lúc mà ổng còn sống ổng có huệ nhãn và ngồi thiền nhập định được, thì mới tới ngày hôm nay mới đi tới đi lui tự tại về trời, hay là qua đây thăm sư phụ hay nói chuyện với phụ được. Chứ còn những người mà như mình không có biết tu, không có biết ngồi thiền, không có đạt được cái gì trong lúc còn sắc phàm thì chết chỉ thành cái hồn ma thôi. Còn nếu mình đang sống, mình nãy mình đọc kinh, mình sẽ ngồi thiền, từ đây tới cuối cuộc đời mấy con còn nhỏ bảo đảm cũng sẽ được như sư Đẳng vậy đó. Thì các con khi chết rất là tự tại, muốn đi về trời chơi với mấy chư thiên này chơi, muốn đi xuống dưới này độ chúng sanh thì độ, rồi muốn đi thăm sư phụ thì thăm, phải không? Còn người mà không tu tập thì qua bên thế giới bên kia giống như cái tự do mình rất là ít, và cái đời sống mà bên kia không có vui, mà tại vì mình gặp người xấu không à, đen, tức là ma quỷ á, và đồng thời đói. Bởi đây mình có tiền mình mua rạng mình vô nhà hàng được, bên kia đâu có ha. Lực bên kia ví dụ con thấy thằng cơm tấm thiên hương như thế này, con thấy làm đóng đồ ăn, rồi con đi lát thì ghé nó đổ mỗi ngày cái container đồ ăn, đồ ăn ngon không á, mà mấy ông ma cũng không có được ăn. Tại vì luật âm dương á là nó có mấy vị thần ở bên canh giữ, đói thì cứ nhìn nó thôi, trừ khi nào mình cúng mình mời họ, họ mới dám ăn, họ mới dám phạm. Cho nên mình sống cái tự do mình có 100, qua kia mình chỉ còn có 10 nữa. Con ma đó, từ đó con ma nó mới giận, cái hồn nó mới dễ sân, dễ giận, dễ tự ái. Mình sống mình có tiền với mình tánh tình mình thoáng á, mình không có dễ giận như là ma. Cho nên hứa với ma nó hay lôi kéo mình, nó phá mình là do bên kia nó bực bội, thiếu ăn, thiếu tình thương, lạnh lẽo. Nó đâu có nhà đâu, toàn là giống như bữa cái building của mình có lần vô hộ giảng với 7 con ma. Mà 7 con ma này là chắc ở trong gọi là nhà dưỡng lão, rồi khi chết cũng gặp lại. Thì họ ở cái chỗ của mình á, bữa mình ngồi ngoài sân chỗ building,
thầy hộ với bác mới cho họ đi, mới cho cái bịch mì khô thôi, mà họ cũng mừng nữa, tại lâu ngày họ đóng rồi, họ tụ những cái nơi quan vắng không có người, họ ở trong đó. Trở về bác sĩ thì bác khắc phàm này thành Phật, hỏi sư đẳng sao, ông nói ông là một vị Phật, ổng không có còn là trong họ Ngô nữa, mà ổng lo cho đại đạt, lo cho hết ba tấm như Phật Hoàng Vạn Nhân Tông rồi vậy đó. Bởi vì mình mới hiểu được lúc mang khắc phàm nó cực kỳ quan trọng, thành Phật thành Thánh không là ngay lúc này đó. Chết rồi khó thành lắm, chết rồi mấy con làm gì có cơ hội mà có cái điện thoại mà đọc kinh kiểu này. Rồi bên đó họ tu cũng rất là good, không có gì hết, tu kiểu nào cũng được, một món thôi, nhất nghệ tinh, nhất tinh hình là khắc sĩ đại thừa Nam Tông, Thái Lan hay Miến Điện, thì họ không có hiểu về mình. Nhưng mà nếu mà họ không hiểu về mình cũng không sao, nhưng mà đừng có hoặc là hòa hảo hay cao đài, lối tu nào cha mẹ cũng ok hết, tại cũng đều là cha đặt ra hết. Nhưng mà đừng có đi nói qua nói lại lẫn nhau là bị tội, chỉ vậy thôi. Chứ còn cha mẹ đâu có kêu bỏ hòa hảo hay bỏ cao đài hay là bỏ khắc sĩ mà theo thiên tâm mình đâu. Nhưng mình thống nhất là đang lo, cha mẹ đang lo mấy người Hồi giáo trùng khăn, mấy người Công giáo họ ăn chay mà ăn seafood. Bây giờ con tưởng tượng ngày thứ sáu họ ăn chay, họ lên nhà hàng Dynasty trên lầu, họ chỉ mấy người tàu ăn, họ nói họ ăn chay, con nghĩ cái đó là chay không? Thà họ ăn frozen. Cho nên những cái đó thiên tâm cần phải thống nhất những người đó. Cái còn bên Việt Nam mình là so far so good rồi, tôi thấy như vậy. Nhưng mà đừng có quá chắc, mình phải mỗi thời đại á, mình phải ứng biến theo cái thời gian và thay đổi cái cách tu tập, cách sống. Đâu có phải thời gian nào cũng giống thời gian nào. Giống như ngày hôm qua sư phụ kể chuyện mà sư phụ ở một thời làm người vô ô á, lúc đó sư phụ đâu có quần áo đâu, giờ áp lạnh quá trời, rồi cái da sư phụ nó đã dày rồi, phải không? Cái bao tử á, nó nhỏ xíu à, có thể ăn một buổi á, có thể no 2-3 tuần luôn, sống rất là lâu mà ít không có bệnh nữa. Thì họ nghĩ làm gì cũng biết nhiều. Tôi rất là gần gũi mấy gì đó bên khắc sĩ mà trong vô vi, còn ở ngoài thì mấy ông thầy chắc nào cũng không có hiểu. Tại vì khi mà những vị tu cao thành Thánh, thành Bồ Tát ở cõi vô vi mà có lệnh kỳ này, thụ dùng như có lệnh kỳ này, thụ đều tiếp xúc nói chuyện được các ngài, mình mới biết họ không có ở trên trời mà họ đang ở dưới trái đất của mình và đang sống chung với chúng ta. Trong đó có Phật Hoàng Trần Nhân Tông, có ngài Minh Đăng Quang, có bác Tiên. Bác Tiên là ông Phiên, phim bác Tiên có hiểu, tại hiện ngã trên núi mình cái ông Lý Trung Quỳ á, rồi có Hòa Thượng Đức Công, có tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, mà nó ổng hiện hữu lắm, rõ ràng luôn. Mà có 18 vị A-la-hán trên núi mình, bốn rồng là mấy con thấy thường rồi đó. Những ngày đầu tiên ổng xuất hiện á, người ta không tin, người ta cứ nghĩ sư phụ làm photoshop. Cái lúc đó thằng TV á, thằng Quang với thằng Dũng gì đó ở dưới Nam Cali, nó lên nó lấy cái hình, tại tụi nó làm truyền thông với phim ảnh, nó biết rồi, nó ngồi nó phân tách mấy thằng khỉ đó, mấy là tin trời tin Phật không, tụi nó tính gì ai biết, mà nó muốn giống như để coi, để bắt bẻ sư phụ của nó láo không đó. Và chính bản thân của nó đem đi những người professional, tụi nó quản hộp, nó không có thể nào làm được, đó là thiệt, tụi nó thừa nhận. Cái mấy người Nam coi lên họ đâu có biết tụ đâu. Rồi lúc đó bắt đầu sư phụ nhiều người biết rồi đó, thì họ muốn coi cái sư phụ có nổ không, có không biết nổ là gì đâu,
Hồi chỉ biết là đưa cái mặt cho ta chửi, ném trứng gà, cà chua thôi. Nó có nổ cho mấy người, nổ đâu ít lợi gì đâu. Cô muốn nổ hả? Thôi, quá trời chuyện mới nổ. Tụi ba dù dù. Chứ đi bộ bay không à, không có đi bộ. À, mấy đệ tử có hỏi gì nữa không? Ngài Minh Tông quên. Ở Việt Nam á, có ở Long Xuyên ngay gần ở Ba Lô Tẻ có ông Sư Dạng. À, ông Sư Dạng cái ông này á, ông ngồi trên cái hồ sen á, thằng Vương biết cái lá sen nó mỏng không? Mà ông ngồi mà lá sen không chìm á. Tại mấy vị tu tiên như kiểu ngài Minh Tông Quang nữa là có thần thông hết á. Người ta ngồi hay người ta đi trên mặt nước thì ổng nghe sư phụ nghe cái em kể là thầy thu hồi xưa hay lên chùa ổng nhớ trên đó ổng cũng người đầu tiên có thần thông nhìn biết từ sư phụ là ai cách đây mấy chục năm về trước. Ổng nói trong gia đình ổng nói thằng này nó dữ dằn lắm á, sau này ổng nói gì đó mình đâu có biết nói gì đâu. Thì những người có thần thông người ta biết hết, cũng giống như sư Đẳng ngày mất. Sư Đẳng tặng như hộ một cái cuốn nhật ký cuốn kinh. Lúc đó hồi chưa biết đọc kinh chưa biết tu vậy á. Nói sau này á, là con cần cuốn này. Ở giờ vẫn giữ nhà. À, những cái người mà có huệ nhãn người ta khác người thường mình. Ở miền Tây bên Thất Sĩ là có huệ nhãn nhiều hơn là bên Đại Thừa. Đây vì ta ngồi thiền á. Còn bên Đại Thừa thì đọc kinh không à. Còn nên là đi kêu ta tu. Bên kia là tu để có thần thông. Dạng như bển giờ có nhiều người có thần thông. Về hộ lên mạng chỗ này biết bao nhiêu cả bển có cả ngàn vị có thần thông. Người có thần thông là thà tượng Đức Thanh Tự cũng có thần thông. Mấy vị đó chẳng lẽ không nhìn ra thư phụ lại. Định đồ cái này đâu dẫn chợ được không? Đang livestream bởi họ muốn biết thôi. Thần thông hay không thần thông, ta nhìn ta biết. Như người ta nhìn cái Hồ An, người ta nhìn cái đó là một chuyện, người ta nhìn cái mình làm cái gì. Như xung quanh mình nó có thiếu những người con thấy rồi đó. Bắt nè, rồi hiện giờ ở nhà Phật có ông nữa kìa. Ngồi quanh hồ có 5-7 người vậy. Kiểu bắt. Sao lại tự có gì hỏi? Dạ thưa sư phụ, có một bạn tên là Thiên Mai Như Thảo hỏi là trên tầng trời 36 ngoài cha mẹ sư phụ kìa con bị Phật nam nữ nữa không ạ? Còn lại 36 còn gì? Dạ có cha mẹ có sư phụ con bị Phật nam nữ nữa không ạ? Tao phải hỏi lại. Nhưng mà thù biết trên tầng đó là giống như Washington DC vậy. Mỗi lần mà cha mẹ họp mấy vị thì mấy vị cũng về đó. Ở tầng 36 là tầng cao nhất của các tầng trời. Những gì A-la-hán như Phật là từ tầng 24 khoảng đó. Còn Phật A-di-đà thì ở bên cái cung của ngài. Phật Thích Ca thì cũng có chỗ Phật Thích Ca. Nhưng mà mấy vị gặp nhau ở đâu cũng được, giống như mình muốn gặp đây là trên núi vậy đó. À thì cái danh từ gọi cái địa điểm gì đó. Dạ con câu hỏi khác là vì sao gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng có lúc lại gọi là Phật Bà? Vậy Quan Thế Âm là Phật hay là Bồ Tát? Phật.
mà thích gọi gì ngài hiểu là được rồi, ngài kiểu nào cũng được, nhưng mà đừng có nói Quan Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi tu khác nha. Cái có người nói Nam Mô Quan Thế Chí, tôi thở ý của tôi, đừng nói vậy được. Cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái tôi có cái tật với tôi. ok à, kiểu nào cũng ok, cái gì ok á. Anh không ai tắt tôi kiểu khác rồi thôi, anh thấy chí là tôi thở ý của tôi. Bữa nay đọc comment để bà con nghe, cái đầu của sư phụ giờ đang ở số 0. Ngày qua mình không có trả lời trên comment đó, hai ba đứa lấy điện thoại ra đọc đi, bà ta hỏi gì. Tại sao bên cõi âm á, họ không tạo được ra đồ ăn thức uống được gì sư phụ? Tại bệnh đâu có Costco đâu có chợ gì, chứ bệnh đâu có xài tiền đâu. Họ chỉ sắm thì mình ban cho họ thôi, tại vì họ đói là phải tưởng thức. Cái đầu óc mình á, con phải nên nhớ hiện giờ nè, có những cái người ham ăn á, họ giàu có họ ham ăn, cái bụng của họ đã no rồi, nhưng mà cái đầu của họ cứ tưởng món này món kia đó, cho nên tại sao mấy đứa nít nó ăn hoài, nó ăn đến lúc là cái bao tử nó giãn ra, cái nó mập như thùng phi. Mỹ có những người bệnh là do cái đầu tưởng, thì ma nó cũng vậy á, gọi là tưởng tượng thức ăn, chứ thật sự họ đâu có chết đói như kiểu người đời mình. Họ chỉ bị cái bệnh tưởng tượng, mà mình cũng đang, con người nó có bốn loại thức ăn nha, xúc thực, nghĩa là mình lấy đũa thức thực là mình gắp ăn, tưởng thực, ý thực, rồi xúc thực, nó có bốn loại đó, mấy con nghiên cứu đi. Thì ngày xưa giống như Tào Tháo á, ổng gạt lính ổng, lúc mà đánh trận 50.000 quân đang khát nước, không có nước uống. Ông đó ông khôn đó, môn chính. Ông nói các đệ tử, các quân sĩ ở đằng trước có một cái vườn cam, chừng 5 cây số chúng ta sẽ có một cái vườn cam, mùa này xa trái lắm. Cái mấy chục ngàn quân ông đang gánh nước mà nghe nhịn cái là gì? Đã quá không? Xung lên phải không? Đi cho lẹ nữa, chạy hoài không biết cái cam ở. Thì lúc đó ông đã vượt qua cái nguy hiểm rồi, đến một cái nơi có nước rồi. Thì cái đó là gì? Là cái gì làm cho họ có sức mạnh? Tưởng thực như mai đó. Con người mình hiện giờ nè, ý tưởng của mình có bốn loại rằng: mình lấy đũa mình gắp, tưởng tượng và mơ ước ăn này ăn kia. Mấy cái đó cũng làm cho con người khổ lắm đó. Nên tại sao mình phải tu là vậy? Để mình diệt bớt. Nó cũng y như những người giàu, người ta không bao giờ đủ, biết đủ, có một muốn làm 10, họ cứ khổ hoài. Mấy con không tin, gặp mấy tỷ phú đâu kiểu mà ngồi nói chuyện vu vơ hổ đó. Một giây của họ là phải ngồi rất là siêu lệnh, rất là tính toán, không điện thoại của họ là ai mà gọi vô mà nói chuyện mà không có vô đồng nào là họ chửi. Thế là cái đầu người ta căng vậy, chứ gặp quái như mấy người bạn, mày làm gì mày ghê gớm vậy. Mà thật sự cái đó là do cái bad habit, cái thói quen xấu của họ. Làm việc lớn đâu có cần phải căng như cái trống đâu, cứ từ từ mình nghĩ cái đường hướng nó tốt là mình đã chấm tọa điểm là mình xong. Ma nó không có xài tiền, ma nó chỉ biết lo láo, và nó đi nó thấy mình ăn uống rồi nó hay ganh tị. Nên buổi chiều á, mình nhà mình hay gây lộn, mình trong lúc ăn cơm mình dễ gây lộn hơn, là do mấy con ma nó ghen tức á, nó khiến cho vợ mình chửi mình hay là con mình làm gì đó, chén đũa ba vù vù là gì. Nhất là mấy cái bàn nhậu Việt Nam, nó còn thấy hai bàn nhậu
bản thân phải không, cạn hồi chỉnh chỉnh lên là cầm hai cái dao lưỡi chết hoài dưới quê là do mấy thằng ma nó nhập vô. À, bản thân cái nào nữa mà má nhập vô tao đâu biết mày lại đâu, tại vì thấy mày nãy nói chuyện sắp hàng với tao muốn ăn cái món đó mà tao không được ăn, mày ăn là tao gánh tao tức tao lụi mày, tao nhập qua mày tao lấy tay tao lụi mày có đó. Đọc nữa mấy nữ như nào, có ai cầm điện thoại đọc nhiều nhiều. Cái này đọc comment được, nó vui. Tại mình không có đọc comment mà con cũng buồn. Điện thoại đọc comment đi. Sư phụ cho con hỏi là mình làm đám giỗ ông bà thì đến bao nhiêu năm mình có thể ngưng được? Khi nó đã thành thói quen rồi thì nó cũng tốt cho mình, thì con làm tiếp tục. Cái ông bà đó có đi đầu thai thì cái ông bà chưa đầu thai đó cũng mượn cái danh của ngày đó cũng tới ăn, có mình cũng có ăn thì cứ nên làm hoài đi. Chứ thật sự đâu phải là một người đâu, cũng giống giờ con đi lại tượng Phật, đâu phải là Phật Thích Ca lúc nào cũng ở đó, nhiều lúc vị thần hay là tiên hay là những cái ma nữa, mấy cái chùa mà không có đức độ, mấy ông hạng có đức độ, mấy ông ma ở trong tượng Phật về, hoặc là mấy cái miếu mà dọc đường lề đường á, đâu phải là vị đó đâu, trời ơi, đó là chuyện thường. Chỉ là bề ngoài thì mình tưởng là mình giống như mình lại quan công cái miếu đó, thật sự đó là một vị thần khác hoặc là một con ma nó ở ngay chỗ đó. Còn ở nhà mình thì mình đã làm quen rồi thì mình cứ việc làm. Còn mình ngưng á, nhiều lúc một cái vị ông nội mình đi, mình làm đám giỗ ông nội, ông nội mình đi bào thai rồi, ông đâu còn đây nữa đâu, ông hưởng thì ông cố. À, bữa hổm thằng con thằng tao nó đi đầu thai, tao thì xưa tao ác quá, tao chưa đầu thai, tại đối với cái thời gian của mình thì là ngắn 100 năm, chứ đối với họ là cả ngàn năm không nhầm chứ. Ông cố cũng ai cũng hưởng cho ông hưởng, chứ còn ngưng nhiều lúc ông giận ông quýnh con. Sư phụ, nhiều người hỏi trong YouTube đó là họ muốn có cái kinh thai mà sáng mình đọc. Sư phụ, thì sư phụ có cho phép con gửi cái link trong cái đường link YouTube luôn được không sư phụ, hay là gửi rồi đó cho họ download luôn hết. Mục đích là mình giới thiệu cuốn kinh mới vậy đó. Tại thu đầu tiên đọc nhưng mà có mấy cái thu quen cuốn cũ á, cái này cũng hơi dắt dắt. Ok, cứ cho họ đọc cũng good á. Miễn sao có cha có mẹ trong đó thì cuốn kinh nó mầu nhiệm như thế, cho nó khác hơn đại thừa chút. Có nghĩa là cuốn kinh Thiên Tâm mình tu cho Nam Tông, tu Bắc Tông, tu cho Công giáo, thành thì mình gom lại hết. Mình 1.5 tiếng bằng tu 3 tháng. Sư phụ, có nương kiều hỏi, sư phụ ơi con, cho con hỏi là con ngồi, con tập ngồi thiền mới có mấy lần thôi mà con bị lắc quá, con sợ quá, con muốn khắc phục thì làm thì phải làm sao? Mà thiền mà bị lắc á, là do mình có cái nghiệp ân quán với nhiều đời, nhiều kiếp, với nhiều gọi là nghiệp tiền kiếp, thì chỉ có sám hối và cứ kiên trì thời gian sẽ hết. Chỉ có vậy thôi. Cho nên cái thiền đó là mình biết nó có hiệu quả. Khi mình lắc á, là cái con ma hay là nghiệp á, họ không có muốn mình tu. Tất cả những con ma ích kỷ á, nó chỉ muốn mình thành ma giống nó thôi.
nó không có hút mình thành tiên. Thành tiên mình bỏ ra là thế gian không có chịu, ích kỷ lắm. Thì mình phải lại cái nói mình xin nó thay cho tôi, cũng giống như đứa nào có một chồng quá quậy á, anh tha cho em để em đi thu em về trời, đi theo anh đánh em có ngày có bữa em buồn buồn à, mới nghe cái đài á, bà ra bà cắt củi bỏ vô máy sấy, bà sấy á, có không, có ai nghe đó không? Có đứa nào nghe không, có nghe câu chuyện đó mà ở đó công nhận cũng hay nha. Bây giờ ông đó là tạo nghiệp là đã xong rồi, cái bà này bà thêm tạo nghiệp nữa, cái người ta có đó quỷ nhất tự nhiên đi cắt bỏ vô máy sấy sấy. Bà ở tù nên không biết tù nó vậy con. Mà trong các cái chút hôm nay là bảo đảm cho bộ hy vọng là đứa nào làm mấy chuyện kỳ nhỉ nha. Có giận chồng lấy cà rốt cắt, lấy củ cải rồi cắt, rồi áo bồ phải bỏ vô máy sấy 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 rồi đưa ly nước cho nó uống. À, vậy là hay hơn. Cái cô quý của ta để nó ngủ. Ngãi nghe luôn yên cười. Cẩn thận. Có bà nó không hết gì làm á. Chứ mới nghe nó kể nè. Con về con coi lại đi. Tiếp đi con. Sư phụ ơi, sẵn có câu hỏi về ngồi thuyền đó. Có người hỏi là đã ngồi thuyền 12 năm nhưng mà trên đỉnh đầu em bị lõm. Tại sao lại bị như vậy? Lõm thiệt luôn á hả? Lấy tôi mang chiếc lên. Không à, cái đó là do cái nguyệt ở trên đó nó có cái tác động. Tại vì cái ngồi thiền á, thụ nó nóc rồi mình ngồi á mấy con không thấy gì, nhưng mà trước tiên á mình thấy mình có một ngày vui vẻ đúng không, rồi mình quyết định chính xác đúng không, mình chỉ nghĩ căn bản vậy thôi, mình cũng phải ngồi nữa. Phú hồ chi á, nó có những cái lợi hại hơn là điện á, nó sẽ quay vòng vòng trong cơ thể mình nè. Mấy thường mấy con không thấy, dù thấy thì từ đó nó mới thanh lọc ra những cái, nó làm cho mình có nhiều hào quang, nhiều cái hào quang lên. Khi hào quang lên là nó giống như cái siêu vậy đó, mình không có bị bệnh, rồi mình không có bị gà, rồi mình lúc nào cũng siêu phấn chấn vui vẻ hết. Chuyện lớn thế nào mấy con cũng nhìn thấy, giải quyết một cách nhẹ nhàng, đó là ngồi thiền. Còn những người bên Phật tử Đại Thừa hay là những lối tu mà ở Di Đà Phật và thành Phật giảng sanh rồi đó, mấy nhìn mấy con nhìn họ thiên với nhìn họ rất là khác xa. Họ lúc nào cũng có khuôn mặt buồn, tại vì họ không có ngồi thiền, họ kỹ hơn niệm Phật là thành Phật. Mà không ngồi thiền á là không, mình không có biết mình làm đúng sai, mình mê tín, mình cứ nghĩ là A Di Đà Phật, A Di Đà đem mình về trời. Mình cũng là thiên tâm của mình cũng niệm Phật, cha mẹ cũng mang mình về trời, chứ Phật A Di Đà cũng mang mình về trời. Nhưng mà đời sống thực tế mỗi ngày của mình hơn những người đó, chứ không phải mình nói là không có nha. Phật có quyền, cha cũng có quyền đưa mấy con. Một người tỷ phú ngày mai á, là một giây thôi là mất hết, và cũng có thể đưa con về trời, và cũng có thể làm sai cũng có thể bị đọa. Thì mình hơn người ta rất là nhiều. Mấy con so sánh từ chút thường nói này á, để cho họ hiểu luôn á. Những Phật tử với đầu kinh không mà họ không biết ngồi thiền. Cả mấy thầy trong chùa thời nay cũng vậy, cho nên thầy nào thầy nấy tối ngày, mỗi ngày buổi sáng cầm điện thoại, bữa nay không ai chết hết trơn vậy ta. Ông thiệt. Cái ông thầy kia ông gọi qua ông hỏi, hay bữa nay có ai gọi thầy không? Đâu ai gọi, bữa nay không ai chết. Thì chết mà không đi đọc kinh nó ma được. Nó có chuyện làm, nó có tiền. Nó không ở trong chùa, một cái chùa bự, một cái nhà đỡ mình.
bữa sáng nào ông khởi tâm cũng vậy, bảo đảm. Sư phụ không có nói quan đâu. Rồi cái mỗi cái cuối tháng ông này gọi ông kia, tháng này nữa tôi thu nhập ít quá, có mười mấy ngàn à, không đủ gửi về nguyên. À, tối ngày cứ coi ông này ông kia cạnh tranh nhau với ông nào tiền nhiều. Ông kia nói hồi tháng này nhờ ở mùa Vu Lan tôi được 40, 50, kỳ này tôi nhờ ở đây nó có một cảm cúng nó còn virus gì mới chết mười mấy ngàn người. Thôi bữa lỡ vụ mà Covid 7 triệu người ai khác thế là thôi nó vậy. Mình có chùa mà bán lợi hộ nó là từ kinh nghiệm trong chùa mình mà. Như một cái kinh doanh, một cái business thôi à. Mà không phải mình nói hết nha. Trong đó cũng có những người tu rất là đàng hoàng, người ta cũng cần tiền nhưng mà người ta không có phan duyên và người ta không có có cái đầu nhu cầu sao đòi hỏi thiên thiên từ được nhiều người ta cũng vẫn sống được. Nó cũng có cái những thầy đó nha, chứ mình không có nói hết nữa. Nhưng mà cái mà mình mới vừa nói là cái số lượng rất là đông, 70-80%.